Chào các bạn. Thì mình thấy trên những cái tool ví dụ như là Postman á thì có một cái tính năng rất là hay, đó là cái tính năng về console. Mình sẽ để cái video ở đây, thì bạn nào mà quan tâm có thể là lên trên YouTube của Test Mentor và mình tìm đến cái video này ha. Đó, thì console là cái chức năng á để giúp cho mình á là có thể là xem được thông tin chi tiết của cái request mà mình gửi lên trên server. Đó thì mình theo bản thân mình đó nha, thì khi mà mình test về API á để mà debug hoặc là troubleshoot á, xem thử là thông tin mình gửi lên có đúng hay là không á, hoặc là có bị sai format hoặc là có bất kỳ một vấn đề gì không á, thì mình sẽ bật cái console lên. Đó, console nó cũng giống như là một cái chức năng á là để mà giúp cho mình đó là dạy như là xem cái log, xem cái debug những cái thông tin mà mình gửi lên trên server. Đó thì nó rất là hữu ích để mình có thể là biết được là cái thông tin mà mình gửi lên có đúng ý hay là không. Đó thì cái chức năng này á là mình thấy là nên dùng thường xuyên ha. Đó thì sẽ giúp cho mình đó là đỡ cái thời gian mà mình tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao mà nó bị fail. Thì mình nhìn vào console mình sẽ thấy hết tất cả những thông tin đó. Đó rồi thì các bạn sẽ xem thử video và mình làm thử nha. Và chúc các bạn thành công.